là bạn hay là bè, mình cùng nhau lẻ nhẹ cho nhau câu về câu đôi. Bạn ơi tôi đã say rồi, kẻ thù ta là đời, bạn của ta là trời. Đêm nay buông trời ôm đất, vợ ơi anh vẫn chưa về. Mình rất thích thú với việc là chia sẻ kiến thức cho các bạn, các anh em mới vào nghề để có được cái những cái định hướng từ những người đi trước. Do mình đang phải đảm nhiệm khá nhiều công việc nên là cái quỹ thời gian của mình cũng không được nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn dành thời gian để đến trung tâm để có thể trao đổi được kinh nghiệm với các bạn trẻ, cũng có cả các bạn già. Nói chung là những bạn mới vào nghề. Mình làm bánh kem thì thực ra là do vợ mình mới là người làm chính. Ngày xưa thì mình cũng thích vẽ vời, thích trang trí, nói chung là thích những cái thứ liên quan đến nghệ thuật, phải làm hoa, phải pha màu. Nó giống như với cái việc làm thiết kế ấy. Thì nó đem lại rất nhiều cái cảm hứng cho mình trong công việc. Mình và vợ mình thì quen nhau từ hồi cấp 3, 12 năm. Trong cái khoảng thời gian mà vợ mình mang bầu ấy, thì là vẫn có bánh đặt về đến nhà là thấy là nhà ngập ngụa, là khuôn khay các thứ tứ tung hết. Mà lúc đấy thì vợ mình cũng đang mang bầu những tuần cuối cùng rồi. Chính vì những điều đó thì mình rất là thương vợ mình. Từ khi gia đình mình có thêm một thành viên mới là năm 2019, thời gian biểu gần như là kín. Là đêm, có những đêm thì mình cũng phải dậy khoảng 4 đến 5 lần cho em bé ăn. Nhưng mà khi có em bé thì ngoài những vất vả đấy, nó cũng có rất nhiều niềm vui chăm sóc, được nhìn em bé lớn. Cậu bé nhà mình thì là một em bé rất là đặc biệt. Tạo được một cái môi trường tốt nhất cho con, tạo được những cái cảm xúc tốt nhất trong cái thời gian đầu đời của con. Tuổi thơ con chỉ có một lần thôi, thế nên là cũng không nên bỏ lỡ cái việc đấy. Có thể tài chính thì sau này kiếm được, nhưng mà cái giai đoạn mấy năm đầu đời của con ấy, thì sau này cũng mong muốn quay trở lại thì cũng khó mà có được.